Em chào các bác nhá. Đấy. Ở chỗ các bác đã bị cơn bão đến chưa? Chỗ em thì cơn bão nó đến rồi đây. Ngoài kia mưa và gió rất là nhiều, em không thể ngồi ở ngoài bàn kia được. Bình thường là em hay ngồi đấy, em hay chia sẻ những cái bài thuốc hoặc em hay làm gì thì em hay ngồi ở ngoài kia. Nhưng mà hôm nay thì em ngồi ở đây là ngồi phòng thuốc của em. Em ngồi trong phòng thuốc của em các bạn ạ. Thì trong ngồi phòng thuốc của em bởi vì ông ra ngoài trời mưa quá. Chỗ của các bác thì biết thế nào? Chỗ của em thì bão lạnh, gió thổi rất nhiều và mưa này. Còn em đang làm gì có biết không? Đây các bác, một rổ ấy, một thuốc của em vừa sấy xong, vừa sấy khô xong em cho ra lò. Và công việc của em hiện bây giờ thì em đang làm gì ạ? Công việc của em bây giờ là em phải chọn lọc thuốc ra. Mặc dù tất cả những cái thuốc này đều cho thuốc sinh lý của nam giới hết, nhưng em phải chọn ra. Em phải chọn ra, ví dụ ngọc cấu, em sẽ để trong túi ngọc cấu. Rễ của ngũ gia vị, chân chim em sẽ để ở một túi. Cây cản kén, cây cản kén ấy, thì sẽ để một túi. Đó. Đây, cây thuộc họ kim cang, thuộc họ phổ phục linh thì sẽ để một túi. Đấy, cây sâm mây thì sẽ để một túi. Tất cả một cái đều để một túi. Các bác biết tại sao để một túi không ạ? Tại vì các bác đều bị, các bác lấy thuốc sinh lý đều là sinh lý của nam giới hết, nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn. Khi bốc thuốc phải khác, một 10 người phải khác cả 10 người chứ không thể giống nhau được, cho nên phải phân biệt ra. Ví dụ như là bác này mà bị dạ dày này, hoặc là ví dụ như yếu sinh lý thì các bác thì không cương cứng được, thì mình phải thêm cái phần cái cây mà nó làm cho khả năng cương cứng nhiều hơn lên, đúng không ạ? Đấy, có bác là đi chưa đi chợ đã hết tiền thì mình phải là cho thêm cái thuốc chưa đi chợ đã hết tiền. Đấy, bớt như cây kia đi. Và nếu mà bác nào mà bị bệnh dạ dày hoặc là bị bệnh gì ấy, gan phổi gì ấy, thì mình bắt buộc mình phải bớt những cái cây mà nó làm nóng dạ dày này, gan nóng phổi này. Cho nên là nó không đơn giản một chút nào, nó phải chọn lọc suốt ngày đấy các bác. Em không biết là bản thân của các bác làm thầy thuốc như thế nào, nhưng mà bản thân em làm thầy thuốc em cũng thấy vất vả lắm các bạn. Bản thân em làm thầy thuốc em thấy rất là vất vả. Ngoài đi hái thuốc về lại còn phải sấy này, không là rửa này, không là đặc biệt là những cái thuốc này phải rửa sạch hết, rửa sạch từng tí một hết, không là sấy này, nói chung là nhiều công đoạn, nhiều cái phải làm á, thật sự luôn. Nếu mà một người thầy thuốc dân tộc, em nói thầy thuốc dân tộc thì bọn em nhé, không nói cái thầy thuốc các bác ở thành phố đâu. Các bác ở thành phố thì các bác làm thầy thuốc thì các bác không có thuốc thì các bác phải mua rồi, là không nói. Nhưng mà như bọn em thì em phải đi hái thuốc thì em thấy thật sự rất là vất vả các bác ạ. Em thấy thật sự rất là vất vả luôn. Nhưng mà rất là may là em yêu nghề. Em rất là yêu cái công việc này, nên là em lúc nào em cũng ở với thuốc thôi các bác, ăn với thuốc, ngủ với thuốc. Ngoài những cái lúc công việc, việc làng, việc xá, việc bản, việc nhà ra thì em không ngó ngàng đến cây thuốc thôi. Còn ngoài ra thì chỉ có thuốc và thuốc thôi. Không thời gian nào rảnh một tí là vào phòng thuốc này, nhà thuốc này, gửi thuốc này. Cái thuốc như này nhá, các bác nhìn thấy một rổ thế này nhá, nhưng mà không được bao nhiêu đâu. Bởi vì hiện tại bây giờ là em có 5 đến 6 đơn thuốc sinh lý. 5 đến 6 đơn thuốc sinh lý. Hầu như là mọi người muốn lấy về để ngâm ấy. Kiểu mọi người thấy em, thấy em chia sẻ bài thuốc mà pha cái rượu pha với mật ong ấy. Chia sẻ vào bài thuốc của rượu pha với mật ong hay quá. Mà thấy chắc là các bác thấy những cái ông thầy thuốc dân tộc nhìn khỏe quá. Đấy. Là thế cho nên là em có khá nhiều đơn thuốc sinh lý. Như thế này thôi mà mấy hôm nữa lại phải sấy lại, không đủ đâu các bác. Không đủ thuốc. Nhiều thuốc, nhiều người cần cái thuốc sinh lý lắm. Bây giờ em phải có đấy 5-6 đơn thuốc chưa gửi cho các bác. Cho nên là mặc dù mệt rồi, hôm qua thì mệt lắm, hôm nay cũng mệt lắm, nhưng mà vẫn phải làm việc thôi. Giờ là vẫn ngồi đây vẫn làm việc để tách thuốc ra để còn kịp gửi cho các bác. Các bác nhìn em béo thế thôi các bác ạ. À, em làm việc vất vả lắm, tối 12 giờ em mới ngủ, 11 giờ hơn 12 giờ em mới ngủ, không bao giờ là ngủ sớm cả, tại vì phải làm việc mà. Đi lấy thuốc về cũng phải làm việc, không bao giờ ngủ sớm.